nga điều hàng nghìn binh sĩ và thiết giáp mở đợt tấn công lớn ở miền đông nga dội mưa hỏa lực phá hủy công sự của ukraine anh cảnh báo nga đưa lực lượng thay thế wagner tới tham chiến ở ukraine nga nêu tổn thất của ukraine sau đợt phản công tổng thống putin khẳng định Ukraine chịu thương vong lớn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, theo các quan chức Ukraine và nhiều nhà nghiên cứu độc lập, Nga đã điều động hàng nghìn binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng và xe bọc thép tiến hành hoạt động tấn công bắt đầu từ tuần trước. Tuy vậy, Moscow đã chịu nhiều thương vong trong khi chỉ giành được một số lợi ích nhỏ. Cuộc tấn công của Nga chủ yếu tập trung vào hai khu vực ở miền đông Ukraine, gồm thành phố chiến lược Avdivka và thành phố Kupiansk, nằm xa hơn về phía bắc, nơi các lực lượng Ukraine đã kiểm soát sau cuộc phản công vào năm 2022. Quy mô của cuộc tấn công mới cho thấy Điện Kremlin dường như đang tìm cách lật ngược tình thế sau nhiều tháng phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine. Bất chấp các nỗ lực đáp trả của Nga, Kiev vẫn tìm cách duy trì cuộc phản công, chủ yếu tập trung ở mặt trận phía nam. Trả lời phỏng vấn báo chí cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết các cuộc tấn công mới là một phần của biện pháp phòng thủ tích cực nhằm cải thiện lợi thế của Nga trước cuộc phản công của Ukraine. Cuộc tấn công vào Avdivka bắt đầu khoảng một tuần trước khi Nga điều hàng chục xe tăng và xe bọc thép tấn công các vị trí của Ukraine từ phía Bắc và phía Nam. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã điều động khoảng 3 lữ đoàn, gồm khoảng 10.000 binh sĩ để hỗ trợ chiến dịch. Nga đang cố gắng bao vây Avdivka, một trong những nơi được Ukraine phòng thủ nghiêm ngặt nhất ở tiền tuyến, tiếp giáp với khu vực do Nga chiếm giữ ở Donetsk. Một số quan chức Ukraine cho rằng mục tiêu của Nga là cố gắng giành chiến thắng tại Avdivka và kiểm soát thêm một số khu vực ở Donbass trước cuộc bầu cử vào năm 2024. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh quân đội nước này sử dụng sức mạnh pháo binh để phá hủy các công sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới theo sputnik pháo binh của nga đã dội mưa hỏa lực san bằng các tiền đồn kiên cố của đối phương đồng thời cung cấp chỗ dựa cho quân xung kích lực lượng này cũng góp phần quan trọng trong việc loại bỏ các khí tài của đối phương nhà chức trách nga cho hay việc phối hợp hoạt động với máy bay không người lái trinh sát giúp lính pháo binh nước này tinh chỉnh quá trình xác định mục tiêu trước khi bắn khiến cho các cuộc tấn công trở nên chính xác và có tính sát thương cao theo các quan chức Nga, các tù binh Ukraine thường kể bị sốc trước mưa đạn pháo không ngừng nghỉ của quân Moscow, khiến cho họ không còn nơi nào để ẩn náu. Kiev chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu của phía Nga. Bộ Quốc phòng Anh vừa qua đăng tải báo cáo tình báo cho biết, lực lượng quân sự tư nhân của Nga dường như đã thay thế vị trí của Wagner tại khu vực tiền tuyến ở Ukraine. Tình báo Anh nói rằng, Ridat, đang tuyển mộ lính đánh thuê dưới vỏ bọc tình nguyện viên, bao gồm cả những người từng hoạt động trong nhóm Wagner. Anh cho biết, cơ quan tình báo quân đội Nga GRU dường như là lực lượng đang kiểm soát Ridat. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái, Ridat được cho là đã tham gia các trận chiến ở Donetsk, Kharkov, Kiev và Lugansk. Nhóm này dường như có khoảng 7.000 thành viên. Anh cho hay, Bộ Quốc phòng Nga hiện quản lý một số lực lượng quân sự tư nhân và đơn vị tình nguyện có vai trò tăng cường cho quân đội chính quy. Phía London cho rằng, việc Nga tăng cường tuyển thành viên cho các nhóm quân sự tư nhân dường như là cách mà Moscow tránh việc phải động viên tân binh gia nhập quân đội. Nga chưa bình luận về những thông tin mà tình báo Anh cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa qua cho biết, Ukraine đã tổn thất hơn 1.500 phương tiện chiến đấu các loại, bao gồm hàng trăm xe tăng, dù không đưa ra con số thống kê chính xác, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16 tháng 10 ước tính, Ukraine đã mất hơn 1.500 xe chiến đấu bọc thép và chịu thương vong nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cũng cho biết, sau hơn 4 tháng phản công, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân. Ngày 16 tháng 10, trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan chức khác, ông Shoigu tuyên bố những nỗ lực phản công của quân đội Ukraine không đạt được kết quả đáng kể nào trong khi phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, lực lượng Kiev tiếp tục tấn công vào các vị trí dọc tiền tuyến nhưng không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ vững chắc của Nga và Moscow đã chặn đứng những nỗ lực này. Báo cáo về tình hình quân lực của Nga, ông Shoigu nói, tình hình ổn định, phía Nga giữ vững trận địa và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, đúng kế hoạch đã vạch ra. Theo TASS, trong ngày 16 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc. Tại đây, chủ nhân điện Kremlin nói rằng Ukraine đang phải chịu thương vong rất lớn và Nga không phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông Putin cho biết Kiev khởi động chiến dịch phản công từ ngày 4 tháng 6, nhưng họ không đạt được kết quả nào. Lực lượng Ukraine đang chịu thương vong gấp 8 lần Nga. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow không phản đối việc tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng Kiev mới là bên không có thiện trí đàm phán. Ông Putin cho biết, chúng tôi chưa bao giờ phản đối một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Vào vòng đàm phán mùa xuân năm 2002 tại Thổ Nhĩ Kỳ, các bên thực tế đã đạt được thỏa thuận. Ukraine đã đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về mặt an ninh, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận. Tuy vậy, khi quân đội Nga rút khỏi Kiev, Ukraine đã ngay lập tức phủ nhận mọi thỏa thuận. Tổng thống Putin nhấn mạnh, để có thể tìm kiếm một giải pháp hòa bình, Ukraine cần hủy bỏ xác lệnh cấm đàm phán với Nga và bày tỏ ý định đối thoại. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố video tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Liban. Theo IDF, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa của Israel tấn công vào tòa nhà cũng như một cơ sở thiết bị quân sự của Hezbollah ở Liban. Cuộc xung đột Israel-Hamas đang có nguy cơ lan rộng khi các cuộc đạo súng ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah ngày càng gia tăng, khiến cho hơn 10 người ở Liban và ít nhất 2 người ở Israel thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 10. Phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết có một dân thường thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng ở làng biên giới Zatulah giáp với Liban và quân đội Israel đã đáp trả bằng hỏa lực, đồng thời phá hủy các vị trí của Hezbollah. Trong khi đó Hezbollah nói rằng các cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của Israel khiến cho hai dân thường thiệt mạng và đánh trúng vào một nhóm nhà báo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 16 tháng 10 tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lâu dài và sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas. Ông Netanyahu nói, Israel đang chiến đấu vì sự tồn tại của nước này, bày tỏ sự tin tưởng cuối cùng Israel cũng sẽ giành được chiến thắng. Ông Netanyahu cho biết đây là thời điểm đấu tranh quyết liệt chống lại những kẻ đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, loại bỏ tổ chức này, cũng như mối đe dọa mà lực lượng này gây ra cho Israel. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, Israel cũng sẵn sàng trả đũa nhóm chiến binh Hezbollah của Liban nếu nhóm này cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột Israel Palestine. Ông Netanyahu kêu gọi toàn bộ thế giới văn minh tham gia cùng Israel trong cuộc chiến này. Điện Kremlin cho biết, tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và một số nhà lãnh đạo khu vực khác hôm 16 tháng 10 nhằm tìm cách giảm leo thang xung đột. Wall Street Journal ngày 16 tháng 10 dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, quân đội Mỹ đã lựa chọn khoảng 2.000 binh sĩ cho được triển khai nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Theo các quan chức trên, các binh sĩ Mỹ được giao nhiệm vụ không trực tiếp tham chiến như cố vấn và hỗ trợ y tế. Họ đại diện cho nhiều nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang Mỹ. Mỹ được cho là không có kế hoạch triển khai bộ binh vào thời điểm này. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, các binh sĩ Mỹ được lựa chọn đang đóng quân ở nhiều điểm khác nhau, cả ở trong và ngoài Trung Đông, bao gồm châu Âu. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không loại trừ khả năng triển khai quân đội để giúp giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Ông Kirby nhấn mạnh, Mỹ không có kế hoạch hay ý định đưa quân tới hiện trường để chiến đấu trong cuộc xung đột giữa Israel với Hamas và chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực để tìm kiếm các con tin. Các quan chức Nhà Trắng hồi đầu tuần cho biết ít nhất 14 người Mỹ vẫn mất tích ở Israel, tuy nhiên Mỹ vẫn chưa nắm rõ có bao nhiêu công dân bị Hamas nắm giữ. Lực lượng của người Palestine được cho là đang giam giữ hơn 100 con tin, bao gồm dân thường, quan chức Israel và số lượng chưa xác định công dân Mỹ. Hơn một tuần sau, giao tranh ở Israel và Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người, chủ yếu là dân thường, từ cả hai phía, và hàng ngàn người khác bị thương. Ngày 16 tháng 10, theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nếu tái đắc cử, ông sẽ cấm những người nhập cư ủng hộ Hamas vào Mỹ. Đồng thời, cử các cảnh sát đến các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas để bắt giữ và trục xuất những người nhập cư công khai ủng hộ nhóm chiến binh người Palestine. Tuyên bố được đưa ra khi ông Trump dừng chân vận động tranh cử ở bang Iowa, lên án việc Hamas giết chết ít nhất 1.300 người Israel, gây ra một cuộc chiến mà trong đó các quan chức y tế Palestine nói rằng cuộc đáp trả của Israel cũng giết chết hơn 2.800 người ở dài Gaza. Nhiều chính sách nhập cư của ông Trump gặp phải thách thức trước tòa trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và những cam kết mới nhất nhiều khả năng không ngoại lệ. Khi còn là tổng thống, lệnh cấm người nhập cư do ông Trump áp đặt đã bị bác bỏ ở các tòa án cấp dưới, nhưng cuối cùng vẫn được tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên. Tổng thống Biden đã chấm dứt lệnh cấm đó sau khi kế nhiệm. Cựu tổng thống Trump hôm 16 tháng 10 tuyên bố ông sẽ cấm người nhập cư từ Libya, Somalia, Syria và Yemen hoặc bất cứ nơi nào khác đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Ông cũng đọc một bài thơ mô tả người nhập cư là nguy hiểm. Ngày 16 tháng 10, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với các tổng thống Ai Cập, Syria, Iran và Palestine. Chủ đề chính của tất cả các cuộc điện đàm là tình hình Trung Đông và những giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Trong tất cả các cuộc trò chuyện của Tổng thống Putin, nội dung chính hướng đến là cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đang ngày càng trở nên tồi tệ. Các nhà lãnh đạo đều bày tỏ mối quan ngại về sự leo thang thù địch trên quy mô lớn, kèm theo sự gia tăng thảm khốc về số lượng thường dân bị thương vong và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở giải Gaza. Các tổng thống Ai cập, Syria, Iran cho rằng cần phải có lệnh ngừng bắn sớm và đình chiến nhân đạo trong khu vực. Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa giải Gaza để bắt đầu cung cấp thuốc, thực phẩm và các hàng hóa quan trọng khác cho người dân. Đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng xung đột leo thang thành cuộc chiến trong khu vực tổng thống nga putin một lần nữa nêu rõ quan điểm của nga rằng có thể đạt được một thỏa thuận công bằng cho vấn đề xung đột giải gaza bằng việc thành lập một nhà nước palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với israel tổng thống putin nhấn mạnh bất kỳ hình thức bạo lực nào chống lại dân thường đều không thể chấp nhận được nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân trong khu vực đồng thời nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên có tinh thần xây dựng nhằm ngăn chặn hành động thù địch càng sớm càng tốt trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Ai Cập, ông Putin cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Cairo trong việc sơ tán người Nga và công dân các nước Cộng hòa các quốc gia độc lập SNG và dài Gaza. Đây cũng là mục đích của dự thảo nghị quyết do Nga địa trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cân bằng và phi chính trị hóa. Israel vừa qua bác bỏ ý tưởng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Aviv cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cho rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Trang Ynet dẫn các nguồn tin cho hay, ông Zelensky, người đã đến thăm các nước châu Âu vào tuần trước, muốn đến thăm Israel cùng với Ngoại trưởng Blinken như một dấu hiệu của sự đoàn kết. Nhưng Israel đã từ chối ý tưởng của ông ấy theo các nguồn tin, về Israel đã nói với văn phòng tổng thống Ukraine rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho chuyến thăm. Tuy nhiên, nhóm của ông Zelensky được đảm bảo rằng chuyến thăm sẽ có thể diễn ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Trước đó, ông Zelensky đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel sau vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10, nói rằng quốc gia Do Thái có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công từ Hamas. Văn phòng công tố viên ở thủ đô Bruxelles ngày 16 tháng 10 thông báo hai người đã thiệt mạng liên quan đến một vụ nổ súng và nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối (tức 12 giờ đêm theo giờ Việt Nam) gần quảng trường Sainte-Léte ở phía bắc của thủ đô Bỉ. Theo video ghi lại cảnh hiện trường, hung thủ được cho là đã sử dụng súng trường tự động, mặc áo khoác màu cam khi tiến hành vụ nổ súng và sau đó đã bỏ trốn trên một chiếc xe máy ngay sau khi vụ việc được xác nhận trên các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông bỉ đã lan truyền một video đăng tải một người đàn ông mặc áo khoác màu cam nói bằng tiếng ả rập tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ giết người người đàn ông tự nhận thuộc nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is và khẳng định đã giết chết ba người thụy điển tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đoạn video này vẫn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thụy Điển về vụ tấn công hèn nhát nhằm vào công dân Thụy Điển ở Bruxelles. Đồng thời, đồng thời ông de Croo cho biết hiện đang làm việc cùng với các bộ trưởng tư pháp và nội vụ tại Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia và đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 4 trên thang 5 điểm đối với khu vực thủ đô Bruxelles. Thủ tướng Bỉ cũng yêu cầu người dân nước này nâng cao cảnh giác và tránh đi lại khi không cần thiết sau vụ nổ súng xảy ra vào tối nay ở Bruxelles. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerard Daminin, đã đưa ra chỉ thị tăng cường kiểm soát ở biên giới. Pháp hiện cũng là mục tiêu của những cuộc khủng bố khi mới đây. Một cuộc tấn công bằng dao đã diễn ra hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 10 tại một trường học tại Pháp khiến cho một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Hùng thủ là người theo đạo hồi với tư tưởng cực đoan đã hô to Allah à Akbar khi bị cảnh sát bắt giữ. Các bạn vừa xem chương trình toàn cảnh quốc tế, hãy ấn like, subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!